Vừa rồi là một ý kiến cộng đồng mạng tiếp nối chương trình là một những vấn đề quan ta. Mở đầu là bài lên án sự tách trách của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam của nhà báo Trần Quang Vũ. Đa trên trang Facebook cá nhân vào ngày 3 tháng 12 về vụ bê bối từ gia hạn vaccine cứng tàu được cho là đã gây tử vong cho người dân. Mời quý vị cùng chia sẻ. Sự dối trá giết người. Trong một cuộc họp của chính phủ, lãnh đạo Bộ Y tế báo cáo với Thủ tướng tất nhiên là thông tin đến toàn dân. Vaccine đang khang hiếm trên toàn thế giới. Việt Nam chống dịch tốt nên Việt Nam không được ưu tiên mua vaccine. Có những lô vaccine trên đường về Việt Nam thì chuyển cho nước khác. Lời này được phát ngôn vào lúc Việt Nam là nước tỷ lệ người tiêm vaccine tổng số dân thấp nhất ASEAN 1.11%. Đừng nói là phát ngôn của Trương Quốc Cường, mà đây là thay mặt cho Nguyễn Thanh Long, đại diện Bộ Y tế, là một nơi rất cần trách nhiệm và trung thực. Chính phủ Tại sao nói? Đấy là lời nói dối. Thứ nhất, sau phát ngôn của Bộ Y tế, Thủ tướng, Chính phủ, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội vào cuộc ngoại giao vaccine thì chỉ trong thời gian rất ngắn, hệ thống y tế phải hoạt động hết công suất mới kịp tiêm số vaccine ung ung về Việt Nam. Thứ hai, hai lô vaccine Pfizer cận đát mà Bộ Y tế dùng ngân sách nhập về Việt Nam vào ngày 21 tháng 11, được sản xuất vào ngày 18 tháng 6. Nếu thế giới khan hiếm vaccine thì không thể có vaccine để hết đáp rồi gia hạn. Tại sao sự dối trá của Bộ Y tế phải coi là sự dối trá tàn ác, giết người? Đợt bùng phát dịch thứ tư, Bộ Y tế không hề chuẩn bị tâm thế phòng chống dịch bằng vaccine. Khi dịch tràn đến thành hồ thì người dân chưa kịp tiếp cận với vaccine. Bởi thế dịch lây lan khủng khiếp và người chết đến mức không kịp thiêu lấy tỷ lệ tử vong Covid-19 trừ tỷ lệ tử vong của các quốc gia đã tiêm vaccine cho hàng chục nghìn mạng người chết oan về sự dốt nát vô trách nhiệm và dối trá của Bộ Y tế. Quay lại halo vaccine hết đát mà cục quản lý được dược được sự chỉ đạo của Bộ Y tế gia hạn, dù giải thích thế nào cũng lộ ra 4 điều bất hợp lý. Tôi sẽ phân tích bằng một status khác. ở đây chỉ gợi mở vaccine Pfizer chỉ có thể dựa được chất lượng trong đát với điều kiện luôn luôn giữ trong nhiệt độ từ âm 90 đến âm 60 độ và nghiêm cấm không rung lắc. Cơ quan chức năng cần phải điều tra hành trình của lô vaccine này từ 18 tháng 6 đến ngày 21 tháng 11, có bao nhiêu thời gian được và không được bảo quản trong điều kiện nghiêm ngặt bắt buộc. Nhắc đến một số người IU hoặc nhẹ dạ tiên truyền, hộ ngành y tế cần quan tâm. Thứ nhất, pháp luật Việt Nam đã có điều khoản nào cho phép gia hạn thời hiệu của thực phẩm, thuốc chữa bệnh, vaccine, sinh phẩm y tế ngoài luật dược các nghị định hướng dẫn thi hành. Thông tư 90 của năm 2010 tại điểm E khoảng 1 điều 13.2 của quản lý dược có thẩm quyền gia hạn thời hiệu của vaccine trên lãnh thổ Việt Nam. Việc này quy định tại văn bản pháp luật nào? Thứ ba là thỏa thuận giữa bên mua và bên bán về việc gia hạn sản phẩm có giá trị pháp lý. Thứ tư, thứ đồng tình kéo dài đát của FDA, cơ quan không cấp phép cho sản phẩm Pfizer có giá trị thay cho một quyết định Thứ năm, ý kiến của các chuyên gia, kể cả chuyên gia của WHO có thể thay cho một thông báo toàn cầu mang tính thay mặt cho một nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Các quốc gia ngành thành viên có nghĩa vụ thi hành, kể cả phải sửa đổi luật pháp.